Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 24 giờ qua, ngày 3 tháng 6, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, như Ba Tơ, Quảng Ngãi 38,1 độ C, Hoài Nhơn, Bình Định 38,2 độ C, Tuy Hòa, Phú Yên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45 đến 55%. Dự báo, ngày 4 tháng 6, khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 55%. Ngày 5 tháng 6, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 đến 60%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Trung tâm này cũng cho biết, đêm qua 3 tháng 6, ở khu vực vùng núi và trung du phía đông bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 19 giờ ngày 3 tháng 6 đến 3 giờ ngày 4 tháng 6, có nơi trên 100mm, như Tân Lập, Hà Giang 162,4mm, Yên Hưng, Bắc Cạn 148,2mm, Hà Lan, Tuyên Quang 178,4mm, Phú Tiến, Thái Nguyên 124,2mm. Dự báo, từ ngày 4 tháng 6 đến đêm 5 tháng 6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 170mm, mưa tập trung vào đêm và sáng. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 6 tháng 6, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.